Các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sửa một cái bo đại kinh mà theo như bạn gửi tới cho mình sửa thì nói là cái này là nó bị lỗi, cái nói U4 rồi ha. Đây bạn thấy không, bạn trên lương rồi ha. Rồi chúng ta sẽ như vậy, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kết nối những thiết bị lại với nhau để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa nó các bạn ha. Rồi việc đầu tiên của chúng ta là gì, chúng ta sẽ kết nối bo đầu qua đuôi, cấp điện cho nó đây. Kết nối bo đầu qua đuôi với nhau. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thử còn ha. Đây là mắt remote các bạn. Rồi chúng ta sẽ gắn ra quạt cho nó các bạn ha. Rồi, nắm cho nó. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cấp điện cho nó bạn ha. Ok, mở nha các bạn. Rồi giờ là các bạn thấy là bo đầu cái đèn này đã đang pha cháy đây, các bạn thấy không? Đang phát sáng. Giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta check mã lỗi nó. Như vậy các bạn nên nhớ check mã lỗi của đèn kinh rất đơn giản, chúng ta sẽ thử ha. Tắt, mở. Đây các bạn, mở. Được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ check mã lỗi nó bằng cách là các bạn nhấn chữ cancel. Mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều lần rồi ha. Bây giờ mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là một lần nữa. Chúng ta nhấn chữ cancel. Chúng ta giữ nguyên. Ok, nó sẽ hiện số 00. Các bạn thấy không? Vậy là chúng ta sẽ nhấn tiếp cancel để xem báo lỗi gì. Đây, báo lỗi U4 các bạn ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ khép lại, chúng ta sẽ nói gì là lỗi U4. U4 như vậy chúng ta sẽ kiểm tra xem là bo đuôi có điện áp chưa cái đã ha. Cái này rõ ràng chúng ta thấy là cái đèn này nó không phát sáng. Thông thường thì trên bo đuôi của Daikin nó luôn luôn có một cái đèn để là báo IC vi xử lý đang hoạt động hoặc là đang có nguồn IC vi xử lý hoạt động. Vậy cái đèn này không phát sáng. Vậy chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ mở ra để chúng ta kiểm tra xem cái nào hư hỏng các bạn ha. Ok. Chúng ta muốn làm nó dễ thì chúng ta nên mở nó ra để làm cho thuận tiện nha. Các bạn đừng có cố chấp để nó trong cái lưỡi này, chúng ta sửa một hồi nữa sẽ có vấn đề gì xảy ra đó, không tốt. Chúng ta cứ mở ra ngoài, chúng ta làm khi nào mà làm xong rồi thì chúng ta gắn vô. Chúng ta mở ra các bạn ha. Đây là có cái khớp các bạn nhấn vô các bạn mở ra. Chúng ta rút socket luôn các bạn. Nhắc vậy trời.
Như cái video clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa man chứ không giải nguyên lý mạch. Những cái học trò của mình khi mà nghe chỗ này sẽ tự khắc là biết mình đang sửa cái gì, tại vì trong quá trình học ở đây các bạn đã được trang bị kiến thức này sẵn rồi, cho nên là mình không không hướng dẫn các bạn sửa theo dạng ấy được nha các bạn, các bạn thông cảm ha. Ok, có một số bạn rất là ngộ là khi là mình up những cái video clip lên thì bắt đầu gọi điện thoại tới cho mình hỏi là tại sao mà các bạn làm video clip mà không dạy cho bạn gì nguyên lý mạch. Mình ngộ cái đó để mình còn phải dạy học nữa chứ, chẳng lẽ cái gì cũng phải dạy cho các bạn sao. Nên cũng các bạn cũng phải thông cảm cho mình vấn đề đó ha. Cái nguyên lý mạch chỉ dạy cho học trò thôi, để học trò nó phân tích banh nó hư như thế nào, hư hỏng như thế nào để nó sửa, chứ mình đâu thể nào mà cái gì mình cũng up lên cho các bạn xem được. Nên các bạn thông cảm điều đó nha, đừng buồn phiền vấn đề đó. Dây xám. Ok. Mình chỉ sửa cái này theo ban nha các bạn nha, mình không dạy không chỉ các bạn nguyên lý mạch chỗ này nha, các bạn thông cảm. Các bạn có thể theo coi theo mình mà các bạn có thể cũng có thể sửa được. Nhưng mà không biết là tại sao phải thay con đó thôi. Cái đó thì trong nguyên lý mạch. Vừa rồi có một bạn tranh luận với mình, thầy dạy sao thấy nó dễ quá. Tại sao cái chỗ đó hư không chỉ cái nguyên lý mạch chỗ đó, tại sao nó hư này kia. Trời, cái đó sẽ để cho học trò, chỉ dạy học trò thôi các bạn ha. Đừng thắc mắc vấn đề đó. Rồi, chúng ta sẽ mở, chúng ta sẽ đo. Mình sẽ đo để mình tìm ra cái hư các bạn ha. Mở các bạn. Xúc dây các bạn. Cho nó xuống đây đi. Rồi, ok. Cho nó gọn dây các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ mở. Đèn xanh trái này các bạn thấy không? Giờ đèn gì? Đèn vo trái, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo. Mình chỉ đo để mình kiểm tra xác định cái banh hư hỏng thôi nha các bạn ha. Chúng ta sorry các bạn, gắn thêm cuộn seal nữa. Rồi.
Ok rồi, chúng ta sẽ đây như vậy. Cái này chúng ta sẽ kiểm tra độ nguồn nuôi. Đó, các bạn nào học trò của mình sẽ tự khắc biết chỗ này các bạn ha. Nhưng mà khắc điện này. Chúng ta sẽ hút con trụ ra các bạn ha. Mình chỉ dạy các bạn ban thôi nha. Ok, trước khi vậy chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ cần gì, à xả điện tích của con trụ 300V nha các bạn. Các bạn nhớ cái vấn đề tiên quyết nha, để khi nào có sự cố thì nó sẽ nhả các bạn ha. Chắc ăn thì chúng ta sẽ xi nó miếng gì để chúng ta chỉ cái bao mạch đai kinh của chúng ta nó luôn luôn phủ một cái lớp, gọi là cái lớp giống như là cái lớp nhựa vậy đó, để nó bảo vệ cái đường mạch. Rồi chúng ta xả điện các bạn ha. Ok rồi, chúng ta sẽ hút con trụ nguồn nuôi ra. Có thêm đây là trụ nguồn nuôi, chúng ta sẽ xả trụ nguồn nuôi ra các bạn ha. Rồi giờ các bạn ha, chúng ta sẽ đo con trụ này coi có hư không các bạn. Chúng ta sẽ đo xem nha. Microfarad. Các bạn thấy không? 2.34 microfarad. Chưa? Đây các bạn. Đó là cho các bạn xem nha. Đúng chưa? Có 2 chấm mấy thôi đúng không các bạn? Mà trong khi đó con trụ này là để là 22 mi. Các bạn thấy không? 22 mi. Cho nên là con trụ này đang bị trục chặt các bạn ha. Nó đang bị hư. Được không? Rồi, như vậy đây chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thay thế nó các bạn ha. Đây, trụ này hư chúng ta để bỏ qua một bên, chúng ta sẽ thay bằng con trụ khác. Đây là chính tự, các bạn nào học của mình thì biết con trụ này chính là con trụ nguồn nuôi. Ở trong quá trình mình dạy học thì có dạy cho các bạn vấn đề này. Mình chỉ dạy ban cho các bạn nha, không dạy phân tích mạch chỗ này. Tại vì phân tích mạch chỗ này mình sau đây các bạn mình chỉ dạy cho các bạn học trò của mình chỗ này nha. Rồi chưa, chúng ta sẽ mở nguồn lại chúng ta xem như thế nào. Bạn thấy chưa, lên đèn rồi nè. Đúng chưa, chúng ta sẽ tiếp tục check mã lỗi xem. Còn mã lỗi U4 rồi các bạn ha. U4 là cái mã lỗi do bo đầu bo đuôi kết nối với nhau không được. Đây chúng ta dẫn mất chữ cancel. Ok chưa? Rồi mình chờ tiếp ha. Có gì sáu, gì sáu là gì vậy? Gì sáu là không có cảm biến, chúng ta sẽ gắn cảm biến vô. Tắt máy đi các bạn ha. Rồi gắn cảm biến vô, chúng ta mở lại các bạn ha. Rồi chúng ta chết lại ha.
nó sẽ xuất hiện mã lỗi chỗ nào thì nó sẽ kêu tít, các bạn dừng lại, đó là mã lỗi của nó. Qua cái G6 này các bạn thấy không, đây vẫn còn báo lỗi U4 các bạn ha, các bạn thấy nè, các bạn mình bấm lại cho bạn nghe nha. Đây, nếu mà không có lỗi thì nó kêu tiếng beep rất là bình thường, các bạn thấy không, đúng chưa? Còn nếu mà nó sẽ xuất hiện lỗi, nó sẽ kêu một tiếng dài các bạn ha. Đây vẫn còn báo lỗi U4, vậy gì nó vẫn còn báo lỗi nè các bạn. Vậy chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta tiếp tục sửa các bạn ha. Như các bạn biết rằng bắt đầu Bluetooth sẽ kết nối với nhau, khi là bạn nào học ở đây thì có cái tài liệu nói rồi rõ cái này, là khi mà bắt đầu Bluetooth kết nối với nhau thì nó sẽ dao động cho là 25 đến 35 V, nếu chúng ta để thang 50. Đây chúng ta sẽ đo, đây chạm thì chúng ta sẽ để quay đỏ ở chân số 3, quay đen ở chân số 2. À đây các bạn nhìn nha, đây quay đỏ chân số 3, đây chân số 2, quay đen ở chân số 2, chúng ta sẽ thấy dao động gây ra dao động chuẩn nè, đúng, vậy là không hư đường phần cấp nguồn, mà nó hư đường gì, từ phần ốc đồ quang về bi xử lý. Rồi nhớ khi các bạn học ở đây thì khối này mình phân tích cho các bạn rất rõ rất kỹ để các bạn làm, đúng chưa? Giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sửa. Như vậy trong một mạch điện mà đi về vi xử lý thì nó đây là chính phần mạch điện về vi xử lý đây. Trong quá trình học mình có hướng dẫn cho các bạn ở đây nha, ở đây mình chỉ dạy các bạn trên mạng dạy cái ban bệnh thôi, còn mình chỉ dạy để nhắc nhở học trò cái cách hư hỏng xác định. Như vậy thì cái bo mạch điện từ đây tới đây thì chủ yếu hư cái gì các bạn, chủ yếu là có một con diode, hai con diode, đúng chưa, và có một con transistor. Vậy chúng ta chỉ đo ba con này là được rồi. Điện trở, những con điện trở này gọi là điện trở liên lạc, tức là liên lạc giữa mạch này với mạch kia. Hai nước đánh nhau sứ giả không bao giờ chết, cho nên những con điện trở liên lạc này rất ít khi chết. Vậy là chúng ta sẽ nhả diode ra, nhả transistor ra, chúng ta đo. Ok nha các bạn ha, chúng ta sẽ tiến hành nhả đây các bạn, nhả transistor trước. Rồi chúng ta sẽ đo các bạn. Mở ra 1 ký nha các bạn ha. B sẽ chúng ta sẽ để chân B. Chúng ta đo. Vậy ra đốt các bạn ha, đo xe. Đây là xe ơi, tại nó dính mạch nha, nếu mà không dính mạch nó không lên kim nè các bạn, nó không dính mạch thì nó không lên kim. Ok rồi, cái này chân to này tốt nè, các bạn phải thật khéo léo trong vấn đề đo này các bạn ha. Rồi chúng ta tiếp tới là gì, đo diode. Đây là diode đây, diode đây, sorry các bạn, nhầm một chân ha, mở chuyện này. Một chiều lên. Rồi chúng ta đem nó ra, chúng ta đo, chúng ta nghi ngờ thì chúng ta tách nó lên đo.
1 triệu lên, 1 triệu cũng lên. Vậy đi đó này tốt ha. Tại vì trong mạch nó có tổng trở nên các bạn đo, khi các bạn đo một cái con linh kiện nào đó các bạn cần phải gì, gỡ ra khỏi mạch các bạn đo, chứ các bạn nhổ một chân ra các bạn đo chứ không thể đo trên mạch được các bạn ha. Rồi chúng ta đo tiếp. Giờ chúng ta còn một con diode cuối cùng, diode này chúng ta sẽ thử ha. Lên kim, lên 5. Rồi coi, cũng lên 5. Rồi chúng ta nghi ngờ đó, chúng ta sẽ nhả nó ra, chúng ta lấy nó ra. Ok chưa, lấy nó ra. Các bạn thấy không, các bạn thấy được cái cách mình làm không? Mình sẽ phóng lớn lại các bạn xem. Đây con diode đây, đây con diode đây, các bạn thấy rõ không? Chúng ta nghi ngờ nó, bây giờ chúng ta đang nghi ngờ nó đang hư đúng không? Chúng ta đo đây, mình làm cho rõ rõ cho các bạn nhìn dễ thấy ha. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Mình thử đo lại nha. Đây con diode đây, 1 chiều lên nè các bạn thấy không, lên kim đúng chưa. Nè mình nhổ ra khỏi mạch rồi nè, đây đúng chưa, đo người đầu chiều ngược lại nó cũng lên kim. Về con diode này là bị rỉ, chúng ta đo ra khỏi mạch, chúng ta lấy ra khỏi mạch. Đây để đây đo xem như thế nào. Lên một chiều đúng không các bạn ha. Đổi lại, quay ngược đâu đó lại. Nó cũng lên luôn. Vậy con diode này rỉ, chúng ta sẽ thay bằng con diode khác các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ thay bằng diode khác. Chúng ta sẽ lấy con diode tương tự nó chuyển cũng lên thay. Chúng ta sẽ thay bằng con diode 4148 các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ hàn đây, hàn lại tất cả ha các bạn ha. Xong chúng ta sẽ thử lại các bạn ha. Chúng ta sẽ thử lại xem còn báo lỗi gì sáu không. Hoặc đầu hoặc đuôi chúng ta để cho chúng ta thử xem. Khi nó không báo lỗi thì nó sẽ chạy, còn nó còn báo lỗi thì nó sẽ không hoạt động các bạn ha. Ok, chúng ta sẽ tiến hành làm cho nó gọn lại.
Rồi chúng ta sẽ kết nối quạt của ba đuôi luôn các bạn ha. Nếu nó chạy thì quạt sẽ chạy các bạn ha. Chúng ta sẽ check mã lỗi lần nữa ha. Ok. Rồi chúng ta mở điện. Go. Go. À sorry, ở đây có một cái zoom để nối tắt để cho máy nén chạy, chúng ta sẽ nói lại. Tại cái này chính là bảo cái phần bảo vệ cái đầu nén các bạn. Cái chỗ đầu nén nó có một cái zoom để nối tắt qua, chúng ta nói lại. Khi mà máy nén có sự cố thì nó sẽ ngắt, cho nên chúng ta nói lại để nó chạy. Ok, rồi, mở nha các bạn. Việc đầu tiên của chúng ta là check mã lỗi kìa, cơ nó còn báo lỗi U4 không? Cancel các bạn ha, cancel. Rồi, bấm tiếp. Rồi, nó hết báo U4 rồi các bạn ha. Rồi, đóng điện cho ba đuôi đó các bạn ơi, nó đóng điện rồi đó. Rồi, chúng ta chỉ chờ chạy thôi. Không còn chạy gì nữa cả. Rồi chúng ta chờ chạy các bạn ha. Ok, hết báo lỗi rồi các bạn. Chúng ta sẽ gắn ba bóng đèn vô, chúng ta kiểm tra luôn. Trong thời gian chờ chúng ta sẽ gắn ba bóng đèn. Có thể là chúng ta tắt đi, chúng ta mở lại nha. Để chúng ta gắn ba bóng đèn chúng ta thử luôn. Đây chúng này cũng không gắn lóc được là tại vì cái chúng ta chưa gắn vô miếng nhôm. Bạn đừng gắn vô cái lốc, gắn vô cái lốc nó sẽ chết á. Chúng ta sẽ thử bóng đèn. Sau đó chúng ta gắn miếng nhôm, chúng ta có thể thử lốc về tùy các bạn ha. Mở lại nha các bạn, mở lại. Rồi ok, chờ xíu ha. À, thời gian chờ của Daikin cũng rất là lâu, khá lâu. Ok. Chúng ta đợi xíu nha các bạn, đa số đại kinh rất là lâu. Nó đóng điện nè các bạn ha. Chờ lâu lắm các bạn, ráng chờ đi. Số inverter các bạn không hấp tấp được ha. Ở các bạn trong khi chờ đợi cho mình nói các bạn là các bạn nào có nhu cầu học nghề thì liên hệ với mình sẽ số điện thoại là 0907716705 các bạn ha. Mình đọc lại là số điện thoại của mình là 0907716705 các bạn ha. Địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ok các bạn ha. Còn các bạn là học viên cũ của mình á, mà nên quay về với mình với một cái nick Zalo mới, số điện thoại là 0931157788 Quả Long nha các bạn. Ok. Rồi. Còn Facebook của mình là số điện thoại của mình á là 0907716705 là Facebook của mình, tên là Điền Long. Ok các bạn ha. À, mình sắp sửa mình sẽ mở một cái Facebook tên là Bạch Long. Thì trong cái Facebook đó là mình hướng dẫn tường tận các bước sửa chữa cho những cái học viên cũ của mình. Các bạn nào là học viên của mình thì vào đó sẽ xem lại mình sẽ sửa từng phần như thế nào các bạn coi vô đó các bạn sẽ sửa theo ha các bạn ha. Ok. Còn thời gian đến đây chúng ta học ở đây là chúng ta học phân tích ban bình. À, học nguyên lý mạch nha các bạn ha. Ok. Rồi chúng ta chỉ chờ nó chạy thôi các bạn. Khi chúng ta chết mã lỗi không còn lỗi thì nó sẽ chạy các bạn ha. Còn nếu nó không chạy thì nó vẫn còn mã lỗi, chúng ta phải cần phải chết mã lỗi ra các bạn ha. Ở đây kinh rất dễ sửa, không khó như chúng ta nghĩ. À, hiện nay thì mình rất là buồn có một số cái bộ phận, có một số bộ phận có hỏi với mình
học được không, có học tiếp thu được trong thời gian ngắn, học tiếp thu được không các bạn. Có một cái vấn đề mình nói là, thật ra mình nói là nó hơi là gom chung một xíu, các bạn thông cảm, mà nào không có thì cô bỏ qua cho mình. Đó là gì, một số bạn gì rất là dở gì, chưa đánh trận mà đã sợ thua. Tức là các bạn chưa đi học mà các bạn sợ tiếp thu không được, cái đó là không được. Đó là chưa đánh trận mà đã sợ thua. Thì tốt nhất các bạn nên ở nhà với ở vợ với con. Chúng ta khi gần một số bạn thì nghe người này nghe người kia nói học sợ không được, nó chạy các bạn. Nghe người này nghe người kia nói học không được. Tốt nhất là các bạn phải đi học, các bạn trải nghiệm. Rồi các bạn, lóc chạy các bạn thấy không? Chúng ta đã giải quyết được nốt cái loại U4 được ra ha. Ok chưa? Các bạn thấy là good chưa? Có gì phức tạp không? Thấy chưa? Đây chạy lại các bạn. Không có lóc rồi, có thể nó cúp rồi ha. Ok. Tại vì đây kinh nó có một cái hay, có cái là khi nó sẽ dò tải. Có số cái nó sẽ chạy, một số cái thì không có lóc nó sẽ cúp và nó sẽ có thể nó sẽ báo lỗi á ha. Nhưng mà chúng ta sửa đây là chúng ta đã xong cái lỗi U4 của khách hàng rồi các bạn. Ok chưa? Rồi. Nếu mà chúng ta thử thì chúng ta sẽ gắn vô bị nhầm vậy ha. Ở như chúng ta đã sửa xong cái lỗi U4 cho khách chạy tốt, thì chúng ta có thể gắn miếng nhôm để chúng ta thử lóc lại chuyện của khách hàng, và chúng ta có thể thử cho khách. Nhưng mà mình hướng dẫn ở đây các bạn thấy là vấn đề sửa một cái lỗ U4 thì nó không phức tạp. Nếu bạn nào học ở đây thì vấn đề phân tích ban bệnh chỗ này thì tự phân tích được và tự có thể tự sửa được. Tức là gì, các bạn nên nhớ rằng chúng ta đi học nguyên lý mạch, học nguyên lý mạch tức là chúng ta tự phân tích được cái mạch điện chạy tới đâu, chỗ đó cần cái gì để mà sửa, chứ chúng ta không học ban bệnh các bạn nha. Ví dụ như mình nói các bạn, như mình chỉ các bạn đây hư trụ này, than trụ này đi, vậy mình biết con trụ này làm cái gì không? Rõ ràng các bạn không biết con trụ này làm cái gì, thì rõ ràng là mai mốt qua ông thầy của bạn đang dạy bạn ban bệnh đúng không, dạy bạn thay con này đi, rồi bạn biết thay con này với cái mạch này, nhưng một điều qua cái mạch này, qua mạch này bó tay, không biết con trụ đó là con dụng gì mà chẳng biết nó làm chỗ gì mà cũng không biết sửa như thế nào. Cái đó là một cái rất là dở, các bạn hiểu trong vấn đề đó không? Chúng ta đi học phân tích ban bệnh, dù có bất kỳ một cái bo nào mới đi chăng nữa, lạ đi chăng nữa, chúng ta nhìn vô cái bo chúng ta đọc, vẫn đọc được cái mạch, chúng ta vẫn hiểu được cái mạch để chúng ta sửa.